trời sàn Việt Nam hết. Từ nơi đồng xanh thơm hương luôn. Vâng, và trước mắt các bác đây là em vang số của model là D9600. Thiết kế thì hai màu kết hợp là màu đen và màu trắng, cho ra một sự kết hợp một mặt trước rất là đẹp bắt mắt, để mà trang trí vào phòng khách này hay là để lắp ghép với bộ dàn rất là dễ dàng và rất là đẹp mắt. Để đi sâu hơn về cái chức năng của chiếc vang số D9600 này, thì như đầu clip em đã nói là chiếc vang số 9600 này sẽ đáp ứng cho một số bác có thể là gọi là thích vọc vạch chỉnh tại nhà, hay là các bác thích kiểm soát sản phẩm âm thanh. Thì chiếc vang số này thì có thể chỉnh tay hoàn toàn, và khi chỉnh tay rất là đơn giản, cái chức năng chỉnh tay cực kỳ đơn giản và dễ hiểu. Bây giờ thì em đầu tiên em sẽ chia sẻ đến cái phần ngoại thất và mặt trước của chiếc vang số D9600 này. Ở thiết kế mặt trước thì sẽ có ba cổng mic và một màn hình LED điện tử để hiển thị thông số, và thêm đó là các phím tính năng như là mic, music, mode, headset. Một lát nữa em sẽ giới thiệu tính năng của từng phím, và ba núm volume tinh chỉnh của nhạc, vang nhại và mic. Ở ngoài cùng bên phải sẽ có một jack cắm RS232 để kết nối với máy tính chỉnh phần mềm. Ok, và bây giờ em sẽ đi sâu hơn vào cái điểm nhấn của chiếc vang số D9600 này, đó là phần chỉnh tay, và cực kỳ dễ chỉnh các bác nhé. Như khi các bác muốn chỉnh tay phần mic chẳng hạn, các bác chỉ nhấn vào phần mic này, đó, hiển thị lên bass, trung, treble, và kết hợp với ba phím này để các bác có thể chỉnh bass này, trung này, treble này. Đó, các bác thấy cực kỳ đơn giản đúng không ạ? Dễ hiểu và đơn giản. Muốn chỉnh nhạc cũng vậy, bass, trung, treble, chỉnh tay dễ như một chiếc vang cơ, mà chất âm ra lại là vang số cao cấp. Sử dụng là chip Analog Device 21489 thương hiệu của Mỹ. Đây là một chip ECHO cao cấp trên thị trường hiện nay. Và với cái chip ECHO 21489 này thì sẽ giao cho ra chất âm là chất lượng ECHO là lả lướt mượt mà, đảm bảo là cực kỳ hay. Ok, vừa rồi là những cái tính năng rất là đặc biệt của em vang số D9600 này. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu qua phần ngoại thất ở phần mặt sau. Với những cái cổng vào AUX như là IN1 này, AUX1, AUX2 này, và cổng có optical, đó là cổng quang. Hầu như bây giờ các TV đời mới thì đều sẽ sử dụng cổng quang. Và thêm một cổng jack để cho chúng ta có thể cắm live stream. Và thiết kế là cổng ra sẽ là có 6 cổng ăn chơi, gồm main jack line này, một cổng center, một cổng surround và hai cổng. Có thể hai cổng này thì các bác có thể sử dụng là đấu chỉnh cho những cái mixer này, hay là sử dụng sự kiện cho FX rời. Đó. Và thiết kế thêm hai cổng mic đằng sau nữa, cho chúng ta có thể cắm mic không dây sẽ gọn và đẹp mắt hơn. Và chiếc vang số D9600 này sẽ có căn chỉnh là hai đường mic riêng biệt, có tính năng hai đường mic riêng biệt. Và ở đây sẽ thiết kế thêm một chiếc quạt gió mini nhỏ nhỏ để làm mát bộ mạch. Đó. Thiết kế rất là cẩn thận đúng không ạ? Về tổng thể thì một kết hợp rất là đẹp mắt, mặt màn hình mica bóng sáng, và kết hợp một hai màu trắng và đen thì cho ra một cái ngoại thất rất là đẹp, kết hợp vào bộ dàn karaoke hay là để mà trang trí cho phòng khách cũng là tuyệt vời. Và bây giờ sẽ đến cái phần chính của những cái clip review, đó là test và trải nghiệm sản phẩm. Bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi, và em bắt đầu. Thank you.
Bye.